bạn trai kém 11 tuổi của Lệ Quyên, gương mặt nam thần, body nóng bỏng. Nam diễn viên sinh năm 1993, sở hữu body săn chắc và gương mặt nam tính hấp dẫn. Sau khi ly hôn chồng đại gia, Lệ Quyên công khai tình mới kém 11 tuổi là người mẫu diễn viên Lâm Bảo Châu. Anh sinh năm 1993 tại Hà Nội, anh tốt nghiệp Đại học Phương Đông, ngành tài chính ngân hàng. Tuy nhiên, với vẻ ngoài điển trai và thân hình vạm vỡ, anh sớm lấn sân sang nghệ thuật và có những bước tiến nhất định trong nghề. Lâm Bảo Châu từng tham gia nhiều sản phẩm nghệ thuật với các vai trò người mẫu, diễn viên MV, ca nhạc hay những bộ phim chiếu trên YouTube. Sau khi cặp đôi công khai mối quan hệ, mới đây Lâm Bảo Châu cùng Lệ Quyên có chuyến du lịch biển. Anh khoe body săn chắc với múi cơ nóng bỏng, nhận được lời khen ngợi từ người hâm mộ. Để có bộ múi như Lâm Bảo Châu, bạn cần tập gym với những bài tập chuyên sâu. Tuy nhiên, cần thực hiện theo đúng nguyên tắc để đạt kết quả tối ưu. Tập cơ bụng xen kẽ. Theo các chuyên gia thể hình, bạn không nên chỉ tập mỗi cơ bụng để lên múi. Bạn nên dành thời gian để tập những động tác cho toàn thân, đánh thức tất cả các nhóm cơ. Sau đó dành ra 15 đến 25 phút để tập cơ bụng. Ngoài ra, bạn không nên tập cơ bụng vào tất cả các buổi trong tuần. Bạn nên tập xen kẽ để vùng cơ này có thời gian phục hồi và nghỉ ngơi sau mỗi buổi tập. Lịch tập bụng nên áp dụng khoảng 3 buổi một tuần và đan xen. Tập trung khi tập luyện. Khi tập luyện, bạn nên chuyên tâm, tránh nói chuyện với bạn tập để sẽ ảnh hưởng tới chất lượng bài tập. Thời gian nghỉ giữa các hiệp hay giữa các bài tập hợp lý và nhịp thở đều đặn phối hợp với động tác. Dinh dưỡng khoa học, chế độ ăn quyết định tới 70% cho sự thành công khi tập luyện. Vì thế, những món ăn giàu protein hay đạm luôn là lựa chọn hàng đầu cho những gym. Không ăn những thức ăn chế biến, chiên xào, nhiều mỡ và hạn chế nạp tinh bột. Bạn nên ăn nhẹ trước khi tập 30 phút để có sức. Chia nhỏ khẩu phần ăn hàng ngày là cách để cơ thể hấp thụ được dinh dưỡng mà không dư thừa. Thời gian các bữa ăn cách nhau 4 tiếng là hợp lý. Về bài tập, nam giới có rất nhiều bài tập cho vùng bụng. Để bụng lên múi, bạn cần có thời gian luyện tập. Những bài tập từ đơn giản tới phức tạp với dụng cụ hỗ trợ sẽ giúp bạn có được thân hình mong muốn. Trong đó, plank hay gập bụng, đá chéo chân là những động tác dễ thực hiện. Nặng đô hơn có thể dùng tạ tròn, tạ đòn, tạ đơn phối hợp trong bài tập. Tập bụng bao gồm tập săn bụng trước và siết vùng eo hai bên. Vì thế, bạn nên kết hợp các bài tập cho từng vị trí để lên cơ đẹp và đều.